Mình chào quý cô chú ha. Hôm nay mình đến nhà vườn của anh Duy Nghĩa, có một số hoa kiểng muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Rồi, anh Nghĩa. Chào anh Thái, chào cô chú, anh chị xem kênh Pháp Thái TV. Hôm nay nhà vườn em có một số loại hoa kiểng như giấy ngũ sắc, châm ổi và một số kiểng khác, xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại nhà vườn em là 0070666 8849. Rồi. Đó là số Zalo của em. Rồi, đặc biệt nhà vườn mình là bao phí ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Rồi, để không mất thời gian mình lên mã số 1. Một cây hoa trăm ổi, ngũ sắc, hoa thơm nha quý cô chú. Dạ, cây một cốt có hương thơm nhẹ, tàn tròn đẹp. Cái tán ngang của nó là 1 mét. Rồi, chiều cao luôn anh. Cao là 1m3. Vậy thôi thì sao không đồng ý chậu chứ làm sao. Rồi đo chiều cao đi anh, có gì em cắt. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao nó là 1m1.1. Đặc biệt hoa trăm ổi ngũ sắc nó lên rất là nhiều màu, bông quanh năm luôn nha quý chú. Lợp full cái mặt hoa hết luôn. Rồi, cái này mình đo hoành cái kéo cái thước thân anh, hoành đo sát ở dưới nè. Dạ, hoành ở đây là 7. Rồi, kéo cái thước thân luôn. Cây một cốt phơm tàn rất là đẹp ha. Dạ, thước thân nó là 50. Rồi, mình cho giá cái mã số 1. Mã số 1 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ạ. Rồi. Dạ, cây của em là bao ship bao sống trong vòng 1 tháng. Rồi. Tiếp theo, mã số 2. Dạ, cây mã số 2 là cây bụp kép. Cây hồng. Quá sáng cái tầm siêu nụ nha cô chú. Mặt hoa lớn đẹp. Rồi, mình cho thông số chiều cao tán ngang luôn. Dạ, chiều cao. Cây này chắc để trên bàn xay cao đo không tới rồi. Dạ, chiều cao tầm 1,5 m à. Hết thước. 1m4. Tán ngang là 70. Rồi. Cây thuần chậu nha quý chú. Dạ, hoành nó là 10. 10. Rồi, kéo thước thân là một cốt. Dạ, rất là sạch ha. Dạ, thước thân nó là 95. Màu hồng nha quý cô chú. Dạ. Rồi, cây số 2 xin giao lưu với cô chú anh chị là 550k. Rồi, bao phí ship toàn quốc luôn. Cây sau này mình để dưới đi chú ơi, cho nó dễ thấy cái phom tàn, để trên nó quá cao. Dạ. Rồi. Dạ đúng rồi. Vậy đi cho dễ, tại vì bàn xay nó hút rồi. Rồi, mã số 3. Dạ, mã số 3 là một cây bột kép màu vàng. Ồ, siêu hoa luôn quý cô chú. Mình cho chiều cao luôn anh. Dạ, chiều cao nó là tầm khoảng 1m25. Rồi. Tán ngang nó là 70. Cái form rất là đều quý chú. Đây, bột kép màu hoa rất là tươi. Rồi, cho cái hoành luôn, cây thuần chậu. Này mình ship nguyên chậu luôn ha. Dạ. Hoành chính. Rồi, kéo thấp thân luôn. Dạ, thấp thân nó là 70. Rồi. Rồi, dạ, giá mã số. Dạ, cây số 3 xin giao lưu với cô chú anh chị là 450k. Rồi, bao phí ship toàn quốc. Tại vì mình để dưới quý cô chú ơi, bàn xay cao quá, để lên cái nó hút rồi. Dạ, tiếp theo là cây số 4 là cây hoa giấy. Hoa giấy. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Ghép cẩm thạch. Ngũ sắc. 5 màu. Rồi, mình cho chiều cao luôn anh. Cây này hàng lớn nha. Cây này phí ship đóng khung nặng. Dạ, chiều cao nó tầm khoảng 1m4. Rồi, tán ngang luôn. Cây một cốt ha. Tán ngang nó tầm 1m1. Cẩm thạch trắng nè, thanh hồng nè, tím nè, cam nè, cẩm thạch nè, nói chung là 5 màu quý chú. Cái hoành hiện giờ em đo là vị trí này là 19. Rồi, dây Mỹ sạch nha quý chú, cũ nở ha. Một cốt, lên đây tay cành. Dạ, cây số 4 em xin giao lưu của chú anh chị là 1 triệu. Rồi, 1 triệu đồng bao phí ship, cây này phí ship nặng nha quý chú. Rồi. Dạ, cây số 5 là cây chiều tím. Dạ, chiều cao của nó là 73. Tán ngang nó 70. Rồi, chiều tím, lá màu vàng, hoa màu tím rất đẹp quý chú. Dạ, hoành em đo vị trí này là 11. Rồi. Cây này đế đẹp ha. Khi đi ship nguyên chậu hết cho quý chú mình luôn nha. Cái số 5 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 400k. Rồi. Dòng chiều tím dòng mới quý chú. Hoa sai hoa. Dạ. Cây số 6 là cây cẩm thạch tím. Siêu hoa. Cây này vô dây sương sương ha. Dạ. Cây này về quý chú mình bệnh dây thiệp. Gốc giấy Mỹ rất là quái quý cô chú.
Dạ chiều cao nó là 58. Tán ngang nó là 70. Đang lên cây hoa nè quý chú. Đó. Cây này có dáng quái luôn. Cây này mình về mình trưng để bàn là đẹp. Quanh 20. Dạ quanh 20. Đó đại diện nha quý chú. Này về quý chú mình chỉnh sửa rồi ha. Vô dây là bệnh thêm. Rồi giá mã số luôn. Dạ cây số 6 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 650k. Rồi. Dạ bao nhà vườn em là bao ship bao sống trong vòng 1 tháng. Tiếp theo. Dạ cây này là cây hoa giấy trắng siêu bông. Một cốt lên 2 thân. Dạ tán ngang nó là tầm 90. Tán ngang này nếu như mà đo đúng thước là hết thước luôn quý chú ơi. Đo hào hào thôi. Chiều cao luôn. Chiều cao là 1m1. Dạ hoành em đo vị trí này là 17. Rồi. Cây trên chậu ha, nhìn rất đẹp luôn quý chú. Form màu trắng tinh khiết luôn. Rồi dạ, giá mã số luôn. Dạ cây số 7 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 550k. Rồi. Số điện thoại nhà vườn em là 070 366 8849. Đó cũng là số Zalo của nhà vườn em ạ. Rồi tiếp theo mã số 8. Dạ mã số 8 là một cái gốc giấy Mỹ ghép tím tuyết. Siêu hoa luôn quý chú. Dòng mới. Hoa rất là đẹp luôn. Dạ chiều cao nó là 90. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang nó tầm 1m2. Những cái dáng như thế này nói chung là rất là đẹp quý chú. Một cốt ha. Hoành 13 rưỡi tính 13. Đế sổ nha. Này sổ đế cuộn giống như con rắn luôn. Này mình sẽ xếp nguyên chậu luôn ha. Dạ. Bao ship bao sống trong vòng 1 tháng. Rồi giá mã số luôn. Dạ cái giá mà số 8. Số 8 là 950k. Rồi, cây dáng rất là đẹp quý chú. Mã số 9. Dạ mã số 9 là cây cẩm thạch lá nhỏ tím. Tầm rất là thoáng ha. Dây Mỹ. Rồi chiều cao luôn. Dạ chiều cao nó là khoảng 1m1. Cẩm thạch lá nhỏ này siêu hoa quý chú. Tán ngang nó là tầm 70 ạ. Hoa màu tím rất là nổi luôn. Dạ hoành đo vị trí này là 13 rưỡi em tính 13. Rồi. Cây này còn ở dưới đế nữa nha quý chú. Trên chậu ha. Một cốt lên 2 thân. Phu thê. Rồi giá luôn. Dạ cây số 9 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 400k. Rồi 400.000 bao phí ship. Dạ cây số 10 là cây tím tuyết. Dây Mỹ ghép tím tuyết. Mỹ ghép tím tuyết. Dòng này xuyên hoa lắm quý chú. Sai hoa. Dạ chiều cao. Chiều cao nó là 55. Tán ngang nó là khoảng tầm 90. Rồi. Này rễ đường nữa chú. Đo đại diện ngay cái eo này đi. Mày xét cái eo đúng rồi. Ngay cổ eo này. Dạ các 17. Bạn đây hiện giờ em đo vị trí này là 18. Rồi 18. Này hai rễ nha quý chú. Cái form rất đẹp. Rồi giá luôn anh. Dạ cái số 10 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 350k. Rồi. Dạ cây số 11 là cây cẩm thạch hai màu gốc Mỹ. Gốc Mỹ ghép cẩm thạch hai màu trắng và màu này màu hồng. Màu hồng. Dạ chiều cao nó là 65. Form rất là đều đẹp quý chú. Tán ngang nó tầm 70. Cái này nhỏ nhỏ nhưng mà quái ha. Hoành 9. Dạ hoành đó vị trí là 9. Cây cái đế nó cuộn ở trong chậu nè quý chú. Này để bàn để ban công rất là đẹp luôn, hai màu. Rồi giá luôn. Dạ cây số 11 em xin giao lưu cô chú anh chị là 300k. Rồi. Em bao ship bao sống trong vòng 1 tháng. Dạ cây này là cây cẩm thạch tím hồng. Với gốc Mỹ. Màu hoa rất là ngọt ha. Dạ chiều cao nó là 65. Tán ngang nó là tầm 70. Rồi. Quanh em đo vị trí này là 8 rưỡi, em chín 8. Cây này cái đế cũng còn ở dưới quý chú, rất là duyên nha. Rồi giá luôn. Dạ cây số 11, 12 em xin giao lưu cô chú anh chị là 300k. Rồi. Dạ cây số 13 là cây tím tiết.
dây Mỹ. Cây này nó đang lên cơi nụ quá chú, quá xá luôn rồi. Dạ, chiều cao nó là tầm 70. Rồi. Tán ngang nó là 1m1. Đây, hoa lên là quý chú. Lên trong nách luôn. Dạ, cái quanh em đo vị trí này là 11. Rồi, cây này cái đế giống như một cái con rắn ha. Nè, cuộn cuộn rồi. Rồi, giá luôn. Dạ, cây số 13 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 450k. Rồi. Đặc biệt cái giấy thì nó chịu khô lắm quý chú ơi. Bỏ nó cũng không chết nè. Dạ, cây số 14 em xin giao lưu cô chú anh chị là cây hoa giấy 4 màu. Hoa giấy 4 màu. Ghép 4 màu ha, giấy Mỹ ghép 4 màu. Tiếng Pháp, tiếng Tiếc, Sakura và Mã Lai. Rồi. Dạ, chiều cao của nó là 1m1. Tán ngang tầm 1m4. Này là giống Mỹ nguyên green nè quý chú. À, thêm một màu nữa ha. Đây là tím tiết nè, cái tím Pháp nè. Dạ, cái hoành em đo vị trí này là 15,5, em tính 15 ạ. Rồi. Đây, cái đế này dáng hơi bài bài nha quý chú. Cây rất là nâng cây nha. Rồi, giá lên nghe ơi. Dạ, cây 14 em xin giao lưu cô chú anh chị là 650k, 50k. Rồi. Ghép giống mới nha quý chú. Dạ. Cây số 16 là cây hồng, cây hoa giấy hồng ruby, giấy Mỹ ghép hồng ruby, giống mới nha quý chú, hoa rất là đẹp luôn. Quý chú nào cần cái nguồn thì cây này phải nói lấy bò cái rất là nhiều luôn. Dạ, chiều cao nên là tầm 60. Tán ngang lên 1m. Đây, lên cây hoa nào quý chú. Cây này hoa còn lại mấy cánh rất là đẹp luôn. Dạ em Quỳnh, em đo vị trí này là 10,5, em tính 10 ạ. Rồi. Cây này cái đế cũng sổ luôn nha, đế đẹp. Rồi giá số luôn. Cây số 15 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 350k. Rồi. Số điện thoại của nhà vườn em là 070 366 8849. Rồi. Đó cũng là số Zalo của nhà vườn em ạ. Dạ, tiếp là cây số 16 là một cây hồng, cây hồng ruby gốc Mỹ. Cái mặt hoa nó rất là đẹp quý chú. Dạ, chiều cao đây là 70 ạ. Tán ngang là tầm 80. Đây cái mặt hoa nè, lên hồng mà giống như sọc lần lần vậy nè. Quanh em đó vị trí này là 13,5, em tính 13. Rồi. Đế nói chung là đế giấy Mỹ thì cây nào cũng cuộn hết trơn quý chú. Giống mới. Rồi giá luôn. Dạ, cây số 16 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 400k. Rồi. Dạ mà em bao ship, dạ vườn em bao ship bao sống toàn quá trong vòng 1 tháng. Rồi. Dạ, cây số 17 là cây giấy Mỹ ghép tím tiết. Ghép tím tiết. Phải nói dòng tím tiết này nó nở hoa thì phủ hết mặt lá luôn. Dạ, chiều cao nó tầm khoảng 70 ạ. À. Tán ngang của nó là tầm khoảng 72. Rồi, tính 70 đi, tán ngang 70. Đây, mới chớm nè quý chú mà vậy ha, nó nở gộ gồm cái nữa. Dạ, hoành em đo vị trí này là 15,5. Dạ, em tính 15. Đây, cái đế nè. Cái cây này về quý chú mình thay chậu kiểu ha, để ban công rất đẹp luôn. Tím tiết lên hoa. Rồi, giá luôn nha. Dạ, cây số 17 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 300k. Rồi. Dạ, cây số 18 là cây gốc giấy Mỹ, ghép hai màu là tím tiết và tím Pháp. Rồi. Hoa là quanh năm nha cô chú anh chị. Đây, tím tiết nè, còn những cái lá nhẵn nhẵn này là bự bự là tím Pháp, một cái màu tím đậm nha. Hai màu. Cây phơm tàn đều đặc ha. Dạ, cây này chiều cao nó là 86. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang nó là tầm 85. Đây, lên búp hết trơn quý chú. Cây này về nhà quý chú mình là nở đi. Hoành em đo vị trí này là 16,5, em tính 16 ạ. Phô với Mỹ này rất là lực nha quý chú. Đây. Rồi, giá luôn. Dạ, cây số 18 em xin giao lưu cô chú anh chị là 700k. Rồi. Là giờ em bao sống bao ship trong vòng 1 tháng ạ. À. Mọi chi tiết bà con có thể hỗ trợ qua số Zalo thêm để hình ảnh thêm nha quý cô chú. Có gì sơ sót thì bà con mình liên hệ. Dạ. Qua số. Cây số 19 là cây giấy Mỹ ghép hai màu, cẩm thạch ghép hai màu. Rồi. Cẩm thạch này đổi màu quá chú.
Dạ cảnh thạch nó đã màu quá cô chú anh chị. Rồi. Dạ chiều cao này là 90. Tán ngang đó là 1 mét. Cái này là một màu nè, bên đây là cẩm thạch tím nữa nè, rồi bên đây là màu đỏ nè, cái đọt nó hồng. Dạ hoàng nhân đo vị trí này là 13. Rồi. Cây này đế quái luôn ha. Giống như là nàng tiên cá rồi chú. Một cốt. Dạ. Cây số 19 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 650k. Rồi. Đặc biệt cái phôi nó rất là đẹp ở chỗ là quái ha. Dạ cây số 20 là cây cẩm thạch cam đỏ màu ạ. À. Màu rất là duyên luôn. Lá cẩm thạch. Phôi với Mỹ. Dạ chiều cao nó là 1 mét. Tán ngang nó tầm 80. Rồi. Một cốt lên hai thân. Cây này đế sổ. Cái hoành em đo vị trí này là 12,5 em tính 12 ạ. Rồi. Đây nè, cái đế nè quý chú. Đặc biệt cái dòng này sai hoa lắm nha. Rồi giá luôn anh. Dạ cây số 20 em xin vô luôn với cô chú anh chị là 650k. Rồi. Dạ cây số 21 là cây hồng răng. Giống mới nha quý chú, còn gọi là hồng sập. Rồi, cho chiều cao luôn. Bà con nào khai thác bò thì lấy cây này về khai thác. Dạ, chiều cao nó 80. Tán ngang nó tầm 75. Nó đâm đọt, cây đọt nó lên hoa luôn nè. Rất là sai hoa. Đặc biệt cái màu rất là đẹp luôn. Hoành nên đo vị trí này. Lật thước là. Hoành nên đo vị trí này là 12. Rồi. Để với Mỹ nha. Rồi, giá luôn. Dạ cây số 21 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 300k. Rồi 300 ngàn cho một cây hồng gân. Dạ cây số 22 cũng là cây hồng gân. Dạ ghép với gốc Mỹ. Cây này cái tông rất là đẹp quý chú. Một cốt ha. Đế cũng đẹp luôn. Rồi mình cho chiều cao ấy. Dạ chiều cao nó là 67. Tán ngang nó tầm 60. Hồng gân cái màu rất là ngọt quý chú. Bành đo vị trí đó chính này ha. Yeah. Rồi, ở đây cái đế dưới còn nè quý chú. Tông rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn. Dạ cái số 22 là 300k. Rồi. Rồi được rồi, để lên đây. Mã số 23 là một cây cam cà rốt, còn gọi là vàng cam đó quý cô chú. Dòng lá nhỏ ha. Phong trang. Dạ chiều cao nó là tầm khoảng 1 mét. Rồi. Tán ngang là 70 ạ. Cây này về bà con nuôi tàn thông vẫn được, mà hiện tại thì lỡ tàn thông lỡ tàn nón nha. Cây thuần chậu luôn. Hoành này là 13. Rồi 13 rưỡi tính 13 nha quý chú. Gần 14 luôn, cây rất là già cây rồi. Hiện tại cái dòng này rất là ít so với đỏ và vàng nha. Màu rất là ngọt. Rồi giá luôn anh. Dạ cây số 23 anh xin giao lô của chú anh chị là 500k. Rồi. 500 ngàn là bao phí ship nha quý cô chú. Gửi cây về tặng nhà không phát sinh thêm nha. Cây thuần chậu rất là yên tâm quý chú à. Về quý chú mình muốn lên bồn thì gọc cái chậu ra để xuống thôi. 450k. Mã số 24. Dạ mã số 24 cũng là cam cà rốt. Dạ chiều cao nó là 50. Tán ngang nó là tầm 90. Rồi. Cây cái tàn rất là đặc ha. Vành 14 quý vô. Vành 14. Đó trên luôn ha. Cây này còn cái đế dưới sâu nở lắm nha. Cây thuần chậu. Hai cây này là cặp đồng trạng nha. Dạ, em xin giao lưu với cô chú anh chị là cây 24 là 450k, cây 23 nãy em nói lộn cũng là 450k. Đồng giá luôn ha. Rồi, đồng giá một cặp là 450.000 một cây. Tiếp theo. Dạ. Tiếp theo là cây số 25 là một cây sâm gạo. Rồi. Cây này rất là già cây quý chú. Chi tàn rất nhiều cô chú anh chị, có thể mua về mình lấy về mình để bàn rất là đẹp. Rồi.
chiều cao. Dạ chiều cao là 50. Tay cành nói chung là bỏ rất là đẹp nha quý chú. Tán ngang đó là 70. Rồi, sam gạo. Đây đo cái hoành luôn. Cây này trên chậu thường chậu nha, mình đo ngay vị trí eo nhỏ nhất đi. Hoành 15. Dưới này còn bự nữa nha, đo vị trí trên thôi. Nói chung là có trừ hao cho quý bà con mình hết. Cây sam gạo rất đẹp. Rồi giá luôn anh. Giá số 25 là 450k. Rồi. Giá số 26 cũng là một cây sam gạo. Chi tàn nó rất là đẹp đi cô chú. Nói chung là thành phẩm rồi quý chú ơi, tại cành lợp đều hết rồi. Rồi, chiều cao luôn anh. Dạ chiều cao của nó là... chiều cao nó là 43. Tán ngang nó tầm khoảng 60. Hiện tại cái dòng này khi mà gửi phí ship đi vô quý cô chú là đóng thùng rất là kỹ nha, đóng thùng xốp nha, cây này khó ship lắm. Dạ cái hoành em đo vị trí này là 20 gửi, em tính 20 ạ. Rồi, cây rất là già cây rồi. Rồi giá luôn anh. Dạ cây số 26 là 450k. Rồi. Dạ cây số 27 là một cây hương thảo. Cây này có mùi thơm rất là thơm, giống như tinh dầu vậy cô chú anh chị. Công dụng nó là đuổi muỗi mà mình cũng ăn được nha cô chú anh chị. Rồi, cái này để bàn là rất là đẹp ha. Vừa có mùi hương luôn. Này hào hào chiều cao tán ngang luôn anh. Dạ, chiều cao là tầm khoảng 30. Tán ngang là 35. Rồi. Rồi, mỗi chậu về mình cho giá luôn anh. Dạ. Số 27 này em là 140k. Rồi, 140.000. Bao phí ship cho quý cô chú mình nha. Quý cô chú mình lên đại diện thôi, quý cô chú mình cứ gọi nha, vẫn còn hàng. Lên đại diện một số thôi. Dạ. Tiếp theo là một cặp tiêu. Tiêu xanh. Tiêu xanh. Dạ nó có trái. Đang có trái cho trái luôn. Này về quý cô chú mình để ban công ha. Rồi này cho chiều cao hào hảo được anh. Dạ chiều cao này là 35. Rồi. Khỏi đo tàn đây này. Khỏi đo tàn đi. Này có trái chưa và đâm chồi nè quý chú. Rồi một cặp như thế này mình bao phí ship luôn giá luôn anh. Dạ. Số 28 là 220k một cặp ạ. À. Rồi, bao ship hai chậu quắc ạ. Bao ship bao sống ạ. À. Vừa trồng làm cảnh vừa có tiêu sử dụng luôn. À. Tiếp theo mã số 20. Dạ, dạ mã số 29 là cây mai thái vàng. Rồi, bông chị... nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cao luôn anh. Đây cái hoa này. Nó ra nụ rất là nhiều. Nụ sạch chân ha. Dạ chiều cao này là 30-38. Này để bàn làm việc hoặc là để ban công. Tán ngang nó là tầm 60 ạ. Rồi giá mỗi chậu như thế này luôn anh. Mã số 29. Dạ số 29 là 140k. Rồi. Dạ kế tiếp là một cây tùng thơm ạ. Mùi nó rất là thơm nha cô chú anh chị. Mình vuốt liền mình thử lên. Rất là thơm. Cái này mình để bàn làm việc giống như cây thông Noel ha. Dạ. Rồi, anh cho chiều cao không anh? Dạ, chiều cao nó là tầm 60. Rồi. Rồi, mỗi chậu như thế này mình cho giá luôn. Dạ, này là 150k. Rồi, 150.000. Số 30. Cây tùng thơm. Tiếp theo, mã số 31. Dạ, cây này là tiếp theo là một cây hồng. Hoa hồng, hồng ngoại ha. Hồng leo. Rồi mình cho chiều cao luôn anh. Dạ chiều cao đây là khoảng 75 ạ. Rồi cây năm năm chồi rất là mạnh nha. Cây hồng này mùi nó rất là thơm nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi giá mỗi chậu luôn anh. Dạ cái này số 31 là 150k. Rồi 150.000. Em bao ship toàn quá. Bao sống trong vòng 1 tháng ạ. À. Rồi, tiếp theo mã số 32. Vẫn là hồng ngoại luôn quý chú. Dạ, cây hồng ngoại. Cũng là hồng leo ạ. À. Rồi, cho chiều cao luôn. Màu hoa rất là ngọt quý chú. Dạ, chiều cao này là 75 ạ. À. Cây sống rất là khỏe nha. Và hoa. Rồi mình cho giá mỗi cây. Dạ cũng là 150k. Rồi.
Tiếp theo. Dạ, tiếp theo là một cây số 34 là cây hồng bụi ạ. À. Màu hoa rất đẹp ha. Rồi, cho chiều cao đại diện được anh. Cây đang cho hoa. Dạ, này là 45 ạ. À. Có hương thơm ha. Thơm rất là thơm cô chú anh chị. Rồi, giá mỗi cây luôn anh. Dạ, số 34 là 140.000. Rồi, 140.000 một chậu. Bao phí ship nha quý chú. Giá đã bao gồm phí ship nha. Mã số 35. Dạ, tiếp theo là một cây số 33 là cũng 33. Là cây hồng bụi. Đổi quý chú nha, mã số 33. Màu rất đẹp luôn, chiều cao luôn anh. Chiều cao nó là 50 à. Màu trắng vàng ha. Rồi, giá mỗi chậu không như thế này luôn anh. Dạ là 140.000 ạ. À. Rồi, mã số 33. 34 đâu. Dạ tiếp theo là cây 34. Mã số. Dạ là một cây cẩm thạch. Cẩm thạch ghép màu tím ạ. À. Hoa nào quý chú, rất đẹp luôn. Dạ chiều cao nó là 70 ạ. À. Mã số này là mã số 35, mã số gì gọi là 34. Rồi mình tiếp đi, mã số 35. Dạ mã số 35 ạ. À. Một cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch tím ha. Dạ. Chiều cao nó là 70. Tán ngang nó là tầm 75 ạ. À. Dòng này rất là sang hoa quý chú, cẩm thạch tím này nè. Đọt tới đầu hoa tới đó. Cái hoành em đo vị trí là 10. Chắc có này gấp 15, em tính 15. Rồi chiều cao 15 ha. Cây rất đẹp quý chú, đế à. Để quái vô dây hết nước ha. Rồi giá luôn. Mã số 35. Dạ số 35 là 400.000 ạ. Rồi. Mã số 36. Số 36 là một cây cẩm thạch tím. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch tím. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao nó là 90. Form rất là đều quý vị chú. Tán ngang nó 90. Vành em đó là 10.5, em tính 10 ạ. À. Rồi, ngay vị trí đó là 10. Đây, để nè quý chú. Rồi, giá cho mã số luôn, mã số 36. Dạ, mã số 36 là 400.000 ạ. À. Rồi. Kế tiếp là một số 37 là một cây tím. Giấy Mỹ ghép tím tiết. Giấy Mỹ ghép tím. Cái form này rất là đều ha, và cái đế rất đẹp luôn. Chiều cao này là 80 ạ. À. Tán ngang cũng là 80. Màu hoa rất là ngọt luôn. Còn cho quành vị trí này đi. Quành em đo đây là 14.5, em tính 14. Rồi, đế sổ đế rất đẹp nha quý chú. Một cốc. Rồi giá luôn. Giá số 37 là 500.000 ạ. À. Rồi. Em bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi. Bao sống trong vòng 1 tháng. Dạ kế tiếp là một cây đỏ lửa. Mã số 38, một cây giấy Mỹ ghép đỏ lửa. Dòng đỏ lửa này hoa phải nói là rất là đẹp quý chú, nó đậm. Màu đỏ là may mắn ha. Chiều cao nó là 80. Tán ngang nó là 65 ạ. Cây này cái đế giống như một con tôm. Cái này hiện giờ em đo hoành vị trí này là 10.5. Rồi, em tính 10. Cái này đế đẹp quý chú giống như tôm vậy. Về quý chú mình có thể chỉnh sửa làm dáng bay mấy cái tài cành này. Rồi giá luôn anh. Dạ số 38 là 300.000 ạ. À. Rồi. Em bao ship toàn quốc. Bao sống trong vòng 1 tháng. Cây rất là duyên ha. Mã số tiếp theo, mã số 39. Dạ. Cây 39 là cây giấy Mỹ. Giấy Mỹ ghép hai màu ạ. À. Hồng gân, hồng cẩm thạch. Phát hồng ạ. Chiều cao đó là 90 ạ. Tán ngang tầm 1m2. Này về quý cô chú mình lấy bon này. Dòng này rất đẹp luôn. Đây, cam thạch phát hồng. Và nên đo vị trí này là 13. Rồi, cây này cái đế này, cuộn rồi. Này, màu hoa lên rất là đậm nha.
Rồi giá luôn, mã số 39. 39 là anh xin là 400.000 ạ. À. Dạ. Mã số này cũng là kết thúc video của em. Em xin chúc cô chú anh chị xem kênh thật nhiều vui vẻ và sức khỏe. Rồi. Thì cũng lần đầu lên clip, quý cô chú mình xem thông cảm nha, có gì hỗ trợ số Zalo của Duy Nghĩa thêm nha quý cô chú. Thì nói chung hẹn gặp lại quý cô chú vào clip tiếp theo nha. Cảm ơn quý cô chú nhiều.